đối này là ta ước lượng xem lưu ấy bình thường, số lượng bình thường hay số lượng bất thường. Nguồn gốc cái dịch ối từ đâu? Trong quý đầu thì phần lớn nó tiết ra từ những mảng ối, tiết những mảng ối. Sang sang quý quý một và sang sang đầu quý hai thì bắt đầu tham gia rất nhiều thành phần. Tiết niệu nó vai trò quan trọng nhất từ quý hai đến người mẹ. Đây nước ối thực ra là nước tiểu người mẹ là chính. Ngoài ra thì có thể từ da, hô hấp, đường tiêu hóa, trong biểu mô, những cấu trúc của da bong ra trôi vào trong đường ối. Chính vì vậy các bạn nhớ là sang quý hai, đặc biệt là quý thứ hai thì đường ối không có thể trong mắt cái chỉ xương ở quý đầu quý thứ hai quý một dịch huyết đen trong mặt hoàn toàn, nhưng ở sau quý hai cũng xuất hiện những điểm tăng âm trong đấy. Đây chính là cái cấu trúc của hệ thống da hô hấp tiêu hóa bong. Và khi đẻ ra ngoài cái gì chất gây rồi, và em bé lớn nhanh thì chất gây nhiều ít, chất gây nhiều đấy. Thế trường hợp chất gây nhiều nước ối trên xương thấy nó sẽ là đục nhiều. Vậy xương các bạn trả lời nước ối đục có ý nghĩa gì không? Chả có ý nghĩa gì. Thế rất nhiều bác sĩ đọc nước ối đục và mẹ lo phát ốm, bạn trang này nước ối đục là suy thai. Vì vậy các bạn có được trả lời nước ối đục trên xương không? Không trả lời nước ối đục trên xương. Mình nhắc lại, cách đây 3-4 năm có một bác sĩ đặt lịch một tuần những lượt xương ở tại Hà Nội xương hai, nhưng vẫn trả lời nước ối đục. Nhưng như anh ấy không phải bác sĩ chuyên ngành về sản, không phải người làm sản dân, một bác sĩ chuyên về người tôi nói thì là bạn biết đó, chuyên về cái lĩnh vực cũng liên quan sản nhưng mà rất nổi tiếng về xương sản, mà anh làm quá nhiều đến vậy cũng anh cũng kiến thức không cập nhật, anh vẫn kết luận nước ối đục. Và viện sang viện C rồi bỏ bình thường rồi mắng cho nó chất gây, đã tiếp tục sang viện tôi xương hại để hỏi lại. Tôi ngạc nhiên tại sao đến bây giờ anh vẫn có kết luận với câu như vậy. Và viện 2-36 phần nước ối xương chất tinh hết rồi, nhiều chất gây bé thì lớn người ta cho theo dõi monitor đến từ 2 tiếng về là bằng chất gây. Và bạn cần nhớ nước ối đục trên khái niệm khi đẻ ra đó là thứ chúng ta không đánh giá trên xương được. Nước đục trên khi đẻ ra nó là cái gì các bạn? Là phần su, nước ối nó màu gì? Nó xanh bong hay nó phần su ra, xương biết được màu xanh là phần su không? Hay trên đây? Thế biết được đâu, không phân biệt được. Mình nhấn mạnh luôn, anh chị không được kết luận nước ối đục trên xương. Số lượng nước ối nó thay đổi theo từng giai đoạn. Ngoài đòi được 1 lít đâu, đưa ra một khái niệm để chỉ hiểu nước ối phát triển như thế nào thôi. Khoảng 40 tuần nó giảm trở lại 1 lít của số lượng. Cái thật to và nước ối thì to như thế nào? Hai cách đo. Đo thứ nhất là đo khoảng núi sâu nhất. Cách hai là đo chỉ số bốn tắc. Đấy, và mình thấy cái tắc như cái y này. Các bạn ghi nhìn mình biết được sau bác sĩ sẽ ghi. Còn các bạn khi học xương bạn ghi luôn chỉ số bốn tắc cho tôi. Đừng ghi thứ tây thứ gì. Rõ ràng. Và đo như thế nào? Đây là cái kỹ thuật thì mình biết. Trước đây kỹ thuật đo rất thay đổi, từ giờ nó thống nhất hết rồi. Việt Nam cũng thống nhất theo một kiểu đo rồi. Và cái đo nước ối này nó thứ nhất là tương đối, cực kỳ tương đối. Một bà mẹ người ta bạn đo xong lại đo lại, nó không giống nữa. Vì sao? Em bé đang nằm thẳng này, bạn đo chỗ này. Cái lúc bạn đo dưới em bé này lệch này cả. Đo chỗ này lệch cả. Mình bé nó cứ động mà thành ra cái nước ối nó không thể ổn định được. Như vậy mà nó rất là tương đối, các bạn nên đo nhiều lần mà cũng phải làm nhiều cái kinh nghiệm. Từ giờ các bạn đọc rồi ít ối thì người ta sờ tay người ta biết là ít ối rồi. Thế nhưng người ta đè nhiều, người ta sờ tay ít thành bụng bà mẹ cũng béo quá, sờ tay biết là cảm giác em bé là chuyển động lỏng lẻo, chắc chắn cũng ít ối. Sờ nó chặt thì biết ít ối. Nhiều cái kinh nghiệm nó sờ rất tốt, cái thời tôi đi học tôi thầy sờ rất tốt, nó bây giờ người sờ nó cũng sờ nhưng nó không cảm nhận được như ngày xưa, nó dựa vào nhiều yếu tố hơn là mình có tay. Và đo như thế nào? Khi đo thì cho bà mẹ nằm trên một mặt cẳng giống như cái bàn này, không được nằm gối đầu cao quá, không được nằm đầu ngồi cái to lơ được, nằm trên một bàn phẳng. Và thứ hai các bạn
tức là đầu dò siêu âm nó giống cái điện thoại này, đây là cái mặt, cái dây ở đây và chiều dẹp nó như này, thì luôn luôn đặt cái chiều dẹp của cái đầu dò này song song cái cơ thể. Tôi nói ví dụ như tôi đặt như này, đặt đầu dò như này, đặt như này, chứ không được đặt ngang, nhớ nhé, trục dọc cơ thể. Và đầu dò luôn luôn vuông góc cái mặt giường được nghiêng, bụng bà mẹ xoài kệ, không được vuông góc cái bụng bà mẹ. Ngày xưa là đo vuông góc thành bụng bà mẹ đúng không, bây giờ không được đấy, luôn luôn bụng xoài cứ phải vuông góc mặt giường. Và tử cung thì buồng tử cung thì chia làm bốn góc, góc phần tư trên phải, phần tư trên trái, phần tư dưới phải, phần tư dưới trái. Và từng góc của chúng ta khảo sát, chỗ nào sâu nhất thì đo, sâu tức là gì, đo khi đo là đo từ trên xuống dưới, không được đo chéo, không được đo ngang, trên xuống dưới, chỗ nào sâu nhất thì đo, nhớ vậy. Và người ta đo bốn cái vị trí sâu nhất đấy, nếu chỗ sâu nhất của một trong bốn vị trí mà dưới 2 cm là bất thường, ít ổn. Và chỗ sâu nhất của một trong bốn vị trí mà trên 8 cm là đau, nên là đo một vị trí. Đấy. Còn từ 2 đến 8 cm cả bốn vị trí thì là bình thường. Thế còn chỉ số bốn góc là tính thế nào? Tức là ta đo cả bốn góc cộng lại tổng là bao nhiêu? Nếu nó khoảng độ từ 8 cho đến 16 cm thì là bình thường, hầu hết nó rơi vào khoảng này. Còn nó dưới 6 cm, và hiện tại người là viên C, khi mà chuẩn bị trưởng ra có thể mốc dưới 5 cm là bị đối. Còn từ 5 đến 8, từ 6 đến 8 người ta còn kết nối tương đối, là người ta phải theo dõi xem huyết nước thực sự đến không. Còn từ 10 trên 20 cm là đau ối, mà từ 16 cho đến 20 cm thì người ta gọi là dư ối, cái ngưỡng mà nghi ngờ đau ối. Vị trí đây, đây là hình ảnh đo trong cái buồng ở cái góc. Khi mà cắt qua một cái góc như này thì chúng ta đo góc từ trên xuống dưới và không được đo qua các phần tay nhi và phần thứ hai. Tại vì dây rốn này, chúng ta không thể còn đo nó xuyên qua dây rốn như này được. Nếu các bạn đo chỗ này thì đo từ đây thôi, không được phép xuyên qua cái cấu trúc cái trong buồng được buồng gối. Như chỗ này, nếu các bạn đo xuyên thì nó sẽ sâu, nhưng như thực tế các bạn chỉ đo đến thế này thôi, thành ra là cái chỗ này là sâu nhất. Rồi, ở đây thì chỗ này sâu nhất, nhưng không có dây rốn cho nên người ta được quyền đo từ đây đến đây, như là ta không đo từ đây. Và đo bốn góc hoặc là đo chỗ nào góc là sâu nhất trong bốn vị trí này, cái hình dạng nó có một cái bài cái đào ối nữa, đây đào về xem mà wifi đây không vào. Con bạn nào không biết được, con bạn nào phát được wifi không? Có, thầy bật wifi vừa bật rồi ạ. Em bật rồi ạ, thầy tìm lại. Không, thầy tìm lại cho em có được không? Tắt đi bật lên được. Tải lại thầy. Đấy ạ, iPhone của tươi ạ. À, iPhone của tươi thì... Cái gì vậy nhỉ? Em... Hưng tươi ạ. Hưng tươi không giấu ạ. Gì? Hưng tươi không giấu ạ. Có biết hoa không? Không ạ. Cười. Chị ơi, để lên gần máy này. Bài nó hơi chuyên sâu thì chỉ nhắc qua một chút chỉ thôi, tôi sẽ gửi cái đấy.
lượng của bạn con được con dùng để chế độ lượng tối đa hay là tiền tiền này là tốn tiền đấy nhỉ, 17 ngày tối đa thì tối đa là cảm ơn bạn rất rồi bạn chị cho em cái máy. Đây là phát đo thì gối 4 năm khác nhau cộng vào với 38.9 điểm đau gối này có vị trí lớn nhất trên 80 cm. Cái phương pháp đo vị trí lớn nhất trên 80 cm này áp dụng cho các trường hợp thay đôi. Các bạn biết rồi, khi mà thay đôi thì các bạn đo chiều số 4 góc của nó rẽ là cực kỳ khó, hai mé quấn quyện nhau đấy. Vậy có bình thường hay không, ta dựa phương pháp chỉ còn một góc từng một gối còn bé một nếu trên 8 là đa gối mà dưới 2 thì đi đôi rất đơn giản thành hai đôi. Cái đau gối rất nhiều nguyên nhân, rất nhiều nguyên nhân khác nhau. Nguyên nhân hay gặp nhất là cái gì các bạn? Gì nữa chưa phải nguyên nhân hay gặp nhất. Nguyên nhân hay gặp nhất là không có bệnh lý gì. Em bé phát triển lớn là bình thường, cơ địa. Tuy nhiên, khi thấy đau ốm chúng ta không bao giờ đừng đặt nó ra đầu tiên. Vì sao? Nếu nó có bệnh mà chúng ta bỏ sót thì sẽ rất là to chuyện. Vậy thì mặc dù nó hay gặp nhất chúng ta đặt nó xuống dưới cùng để tìm có bệnh lý gì hay không. Đấy, câu chuyện như vậy thì không phải là đái đường. Thì chúng ta ốm những ngày đái đường rồi. Nhiều nguyên nhân, nhưng mà cái nguyên nhân nhiều khả năng nhất là cơ địa thai to. Vậy thì đa gối này thì nếu xuất hiện sớm, tức là ở quý 2 đấy, thì phần lớn người ta nghi ngờ có dị tật thai nhi hoặc cái phù thai, có dị tật phù thai được. Về thì tiêu hóa, không tiêu hóa, tắc theo thực quản đột sinh, tắc tái tràng theo ruột non, tắc ruột thực sung, vâng, cả những nguyên nhân đấy. Và nguyên nhân gì? Nguyên nhân những dị tật về thần kinh xương khớp, cái hội chứng co cứng. Khi mà em bé co cứng thì em bé sẽ không nuốt cái gối được, không uống vào được thì cái gối sẽ có đại nhiều đau. Hoặc những bệnh lý khác về thần kinh, hoặc những cái gối trung thất chèn ép nên em bé không nuốt được. Hoặc em bé bị phù thai, đây là những nguyên nhân mà chúng ta đặt ra. Còn ít ối mà xuất hiện sau thứ hai lúc đấy nó sẽ đặt ra thì các bà mẹ có cái bệnh lý gì không, như bạn đã nói có tiểu đường này không, có các bệnh lý khác của cơ thể mẹ liên quan đến đau ối không. Sau đấy người ta mới liệt kê ra những cái nguyên nhân của thai lớn lớn nhanh. Và thai nhanh sao, chúng ta phải đo thai lớn là bình thường và em bé lại phát triển rất là tốt, điều nó ối nó rộng thôi, mà khảo sát được cái hình thái bé hoàn toàn bình thường, không có dị tật, kiểm tra về bà mẹ không có bệnh lý gì. Đấy, làm test tăng đường huyết không thấy nó rối loạn đường huyết thì lúc đấy chúng ta mới quy được đâu là bé này cơ địa phát triển nhanh, cơ địa đau ối. Cái nguyên nhân của cái đau ối có rất nhiều nguyên nhân tôi vừa nói rồi. Chúng ta có thể xem một số cái hình ảnh liên quan đau ối. Thứ nhất là hội chứng chằng dịch đa màng phù thai, chằng dịch màng tim, chằng dịch ổ bụng. Và những trường hợp này nó sẽ xuất hiện kèm theo một cái tình trạng đau ối. Những nguyên nhân gì sâu đó là bạch tạng nhé, chằng dịch ổ bụng. Những cái này thì sâu quá rồi. Một số cái bệnh lý khác có thể nhắc đến là gì? Thì là tôm hùm cùng cụt và có thể đi kèm cái đau ối hùm cùng cụt, ối phần sinh mạch có phần nang và tổ chức hùm cùng cụt quai u bùng ngực ối ngực và những cái mặt sản nang phổi đi kèm theo cái phù thai người kèm cái đau. Rồi những một số cái dị dạng thông động kinh mạch
sinh mạch Gallian là não rất to. Và thế là người ta phổ ve vào đúng chỗ đường nữa, có dòng chảy mạch máu gây ra chặt nhịp. Và trong những triệu chứng truyền máu thay đôi, chúng ta thấy là có hai bé, một đứa bé thì đau ốm, một bé thì ốm do quá trình truyền máu. Em bé nó nhận máu nhiều hơn thì sẽ đau ốm, nhận thai phù. Em bé nào truyền máu thì thai thì nhỏ và ít ốm. Và cái hay nhắc nhiều đến nhất teo ống tiêu hóa, tăng ống tiêu hóa, teo thực quản, teo chắc tá tràng, teo hốc hồi tràng, viêm mạc tích mỏng. Rồi các anh chị nhìn sâu cái này, các anh chị nhìn teo thực quản thì chị thấy cái gì? Cái chị xương bình thường 2-12 tuần thì chị nhìn thấy dạ dày chứ gì, nhưng do em bé bị tắc thực quản nên nước nuốt uống nó không vào được, nhìn vào dạ dày được. Cho nên dẫn đến chúng ta sẽ xương không thấy dạ dày và có một cái đau ở cái giai đoạn thai thứ hai, người ta nghĩ ngay theo cái bản chính này thì nghe nhắc qua thôi, sau đó cái phản xạ để đọc sách nhé, cái dạ dày có cái đau. Và khi cắt đứng dọc, cắt đứng ngay qua cổ thì người ta sẽ thấy được cái thực quản nó giãn cứ dịch nhưng không thấy dạ dày cứ dịch. Chẩn đoán khó đâu, nhìn thấy là dễ chẩn đoán thôi. Và cái nhìn phân tích nó còn nhìn các bạn cái nhìn bình thường thì thực quản mảnh mai đấy, cái xương thai hoàn toàn nhìn thấy thai đấy, nhưng cái thực quản nó lại đang dịch của mỏ không thấy dạ dày đâu. Mạch máu hai bên thực quản theo tá tràng, khi mà tá tràng bị teo nó tắc thì uống nước vào dạ dày nhưng không xuống ruột được, dẫn đến dạ dày nó dạng to lắm. Hành tá tràng dạng to là tình hai túi, đa lối cộng dạ dày dạng to, hành tá tràng dạng to là hai túi. Nhưng này là theo tá tràng xin điểm danh thôi, điểm danh tâm nhất. Cái này là hội chứng liên quan đến kẹo theo ống hồi tràng, theo ruột thì tít đấy. Chẩn đoán là gì? Cái lọc ống hồi tràng bình thường ở đầu quý một là không bao giờ nhìn thấy được lọc ruột. Và giống non bình thường đường kính dưới 7 mm. Bây giờ xuất hiện là gì? Đa ối nửa đầu quý 1 nhìn thấy lọc ruột, hoặc là sang nửa sau quý 2 rồi, nhưng mà thì nửa đầu quý 2 là đường kính lọc ruột, xong nửa sau quý 2 thì thấy đường kính trên 7 mm. Lúc đấy ta nghĩ ngay là có cái teo rồi, cho nên nó giãn ở phía trên tóc ruột đấy. Nhìn lòng ruột thì ở đầu thứ hai bình thường không nhìn lòng ruột này ở đầu thứ hai 15-16 tuần là nhìn được đấy, quay ruột giãn to trên 7 mm, đau cũng nghĩ hay là cái treo ruột non tắc ruột thức tim sau đó vỡ tạo thành phân xu vào bụng gây tiêu phụ mạch kết bằng quay ruột giãn teo này. Đi teo lại bằng chứng thường sinh được đưa vào đây tôi trình bày cho khoa tôi, nhưng mà cái này thường được teo lại bằng chứng sinh, thường không người đài luôn, không có hormone nào uống thì sao, những cái này thường phải thông bằng quang uống vào qua bằng quang ra ngoài, cái này teo hormone bỏ đi ban đầu cứng khớp, cái này cứng khớp không hút được nó như thế nào thì chân tay cứng mặt chân bàn tay cứng. Khi siêu âm bao giờ người ta cũng chờ đợi giống bàn tay mở, bàn tay mở dương tính là tốt. Mà tôi khuyên các bạn mình ghi bàn tay dấu hiệu bàn tay mở là dương tính. Và tất cả các phụ nữ Việt Nam nói riêng và người Việt Nam nói chung, cứ cái gì dương tính thì chết, nó chết rồi. HP dương tính tôi phát ốm thì người nhà thì quen gọi điện đi khám rồi soi là thấy HP dương tính, có virus HP dương tính, vi khuẩn phải đọc thành virus. Nghe sắp chết nơi rồi. Các bạn ghi này, bàn tay mở bình thường, xong. Ừ, làm không? Bạn đánh kết quả bàn tay mở, tránh cái chuyện tắc tóc một cách đúng là. Khi siêu âm bao giờ cũng chờ đợi xem bàn tay nó mở ra nắm lại, Nếu không mở ra nắm lại được, nó hút nó được tư thế. Bạn cho làm việc khác hoặc cho ra ngoài làm nhân tắc, nó gọi là vẫn bàn tay y tư thế như thế. Thì đây là những nỗi nghiệp liên quan đến cứng khớp, bàn tay nó không cử động. Thì cái hầu như đặc biệt cử động. Có rất nhiều hội chứng liên quan đến này.
về bất thường xương khớp, bác sĩ trình vào rồi đọc tổng kết ra trong sách đã ghi được hơn 500 hội chứng. Các bạn biết các hội chứng của y học, cuốn sách dày mấy trăm trang, nhà 400 trang không ai nhớ được nhỉ, nghe cả cái chuyên ngành sâu mà nhớ hội chứng. Thì các bạn chẩn đoán có xương khớp đủ để quyết định giữ thai không rồi, rất nhiều kiểu bàn tay của bạn sâu cái này không đấy, chân khéo cứng như này, chân duỗi cứng, bạn chân kẹo xương đấy có cái đau chân cái cong duỗi cứng đấy, không cử động, không thay đổi tư thế, cứ giữ này xuống khớp chân khéo. Như bạn sản xương nặng, xương nó cong vẹo ngắn, chân tay ngắn không cong vẹo trường này hay kèm đau này, đầu nó phát triển gì góc như thế này sâu quá ở đầu còn bị bài tét, khi mà bạn sản xương chân tay nó ngắn xương bị gập đấy, rồi đầu chỉnh dạng cuộc sống bị vù vẹo đấy, bụng phình ra cực kỳ bé lại. Nghe qua một chút rồi, qua cái liên quan đau ốm. Giờ thấy là cái khung móng bên sau khi to quá đôi khi nó gây ra đau ốm. Đau ốm. Làm sản phổi, cái chị nhìn đây, hay gặp một đáy phổi xuất hiện nang, gặp đáy phổi nang to nhỏ. Và cái này rất hay kèm phù thai và đau ốm. Và tuy nhiên phần lớn những loại sản phẩm này không kèm với dị tật cắt thì em bé có thể phát triển bình thường. Chúng ta điều trị bác sĩ là ta điều trị thuốc có hết ổn định, và khi sinh ra cái phần sản phẩm có thể phát triển ổn định, một số trường hợp thì vẫn tiếp tục phát triển sau này ra ngoài thì kèm theo những cái phổi. Thì chị Sương thường thấy gì? Mình thấy một bên phổi to hơn bình thường, bên phổi bình thường đúng không? Bên phổi này to hơn bình thường và tác động lên mặt sản nang nhỏ. Và cái to có thể mức độ chén ép đặc tim và đi kèm với phù thai. Thì phù thai tràn dịch cả bụng cũng là phù thai. Và trường hợp này xuất hiện cái nang ở đáy phổi, phổi nó sản xuất hiện cái nang to sản nang phổi để cơ mạch đè phẳng xuống cũng còn cong lõm nữa. Cái trường này lên phổi bình thường thì phổi nó loãng xả to, nó lên tim thường bình. Và trường này là điều trị và theo dõi dần dần nó phổi về bình thường. Rất nhiều trường hợp điều trị ổn được. Đây là sản trường, sản lớn hơn chỉ nang phổi. Phổi bình thường tim đấy lành. Điểm danh một chút thì sao mình chưa sẽ giảm hết. Một điều danh một vài cái liên quan đến đau ốm, anh chị biết là học nó sẽ nhớ hơn nhé. Em bé này đẻ ra là sản nang phổi, để chắc là mình đi làm kinh tế biết hết rồi. Một u sơ thắt thắt thôi. Tôi thấy là hội chứng về cho đối thắt về thận hiệu quả. Đây là về thận hiệu quả nó hẹp thế này. Nếu như chỉ xảy ra ở một bên thôi thì có thể đi kẹp cái đau ốm, nhưng không ít ốm như ta nghĩ. Do cái bên này cản trở gây cái phản xạ tăng tiết của phần đối diện, cái số được cho cái bị tăng thôi, hầu hết là liên quan đến đau ốm đâu. Đi đối thì người ta đo bốn góc góc đào sâu nhất thì người ta đo ở dưới 2 cm thì đối hoặc chỉ số ở dưới 5 cm ở cái lúc sắp sinh, hoặc còn hiện tại đây là trước sinh còn xa thì đến mốc 6 cm. Và từ 6 đến 8 có ít đối tương đối. Đấy. Và ở cái giữa thai kỳ thì người ta đấy là người ta cắt ngang qua bụng em bé, người ta nước ối. Cái chỗ đấy người ta tỷ lệ giữa thai và ối, nước ối thường nó ngang ngang nhau. Hoặc là nó lớn hơn. Nếu như mà nó nước ối mà ít hơn kích thước của thai hoặc vào giữa thai kỳ thì người ta cho rằng đây là cái đồ bạn hiểu biết không? Cái cắt ngang qua bụng vào cái bụng gối thì cái diện tích của cái bụng và diện tích của cái phần trứng gối đấy, thì diện tích của cái phần trứng gối nguyên tắc nó phải lớn. Bây giờ ấy, cái diện tích của cái phần ối nó ít hơn cái phần thai thì có nghĩa là gì?
có nghĩa là ít ổn cái mốc là đánh giá ở thời kỳ được cuối kỳ 2 đầu kỳ 3 hay đánh giá được phương pháp. Chính vì vậy và một người đặc xưa có kinh nghiệm là đặt đo là nhìn là biết là cái tốn rồi. Trường hợp này đo vốn góc chẳng cái hối đâu cả. Yêu sớm thì nguyên nhân hầu hết là 13 đấy, một phần hầu hết là do thai, do bệnh lý của thai và ít ối từ 34 đến 42 tuần được như vậy. Và lần quý ba thường nguyên nhân hầu hết là do bệnh đau của mẹ, hai cái mốc này quan trọng. Nguyên nhân ối có rất nhiều nguyên nhân, chúng ta ối sớm cái tỷ lệ này hay gặp ở cái giai đoạn cuối sắp sinh. Tuy nhiên bây giờ do quá trình can thiệp cái thai nhi sớm, đa thai kiểu giảm thiểu thai cũng xuất hiện sớm, có thể có ối sớm bây giờ sẽ xuất hiện kèm nhiều hơn. Ngay cả quý hai có ối sớm rồi và thai chậm phát triển, đây là cái nguyên nhân mà ít ối khá hay gặp. Vì sao? Ăn ít thì đái ít, uống ít thì đái ít, thì nữa thì ít ối và dị tật thai nhi là bên tận đến tiết niệu, rồi hội chứng truyền máu hay đôi tức là đồng chí mình phải cho máu đi thì nó sẽ đi đôi. Bây giờ tận tiết niệu bất sản thận thường là hai bên có thể đặt đâu, hoặc là gì cũng chứng bể đôi chỗ đốt bể thận hiệu quản hai bên những trẻ bắt lại cả hai bên tắc nghẽn đôi và sản ra thận. Là sản đan thận là một cái dị tật rất hay gặp. Nếu là sản đan thận ở một bên thì ảnh hưởng gì cho các bạn? Thường không ảnh hưởng thì rất nhiều người đẻ ra có một thận luôn. Người ta không làm sao à? Những người đẻ ra một thận thì trong bụng mẹ là gì? Bất sản thận một bên, nặng sản đan thận một bên. Và khi nặng sản đan thì trong bụng mẹ cái thận rất là to, đầy năng dịch. Nhưng khi đẻ rồi thì cái thận bé dần teo dần teo dần và đẻ lại và còn thận thôi. Tôi theo dõi rất nhiều cái trẻ bắt được cái bên là sản đa tập. Còn chưa gì vẫn là sản đa tập cả hai bên thì phần lớn là ít ối và thai chết nương cho một mẹ. Còn cái phần đẻ ra thì chồng là sản bên thôi. Chỉ nhìn là thế nào hai thận, thế là cái thận bên này là cũng là sản đa, bên này là sản đa bên này. Đây là đây là hai cái thận to đùng lên ta gọi không nhìn thấy cái nang nào cả, nhưng thực ra đây là một cái tiên rất xấu, cũng giống như là sản nang ở phổi. Các anh chị nhìn nếu giống như là cũng máu gan hoàn toàn là những cái nang máu rất là nhỏ, nhưng vì sao qua dịch thành tăng âm đấy, xong lại qua dịch xong đến thành tăng âm, nhưng các cái nang nó bé nó thành gần nhau thành nó tạo thành cả một cái khối tăng âm không nhìn rõ phần dịch được. Thì cái này cũng vậy, đây là sản nang, đây là nang nhỏ thành ra là chúng ta thấy tăng âm này. Nhưng đặc biệt nhất là gì, là hai thận to, rất to, chiếm gần hết ổ bụng, thậm chí còn đầy lồi đến bụng đấy. Vài mét thì thôi, đây là thận sản nang. Hai bên rất nặng, cái thai này hỏng. Còn là microcystic dysplasia, tức là thận sản nang nhỏ. Còn thận sản nang to là macrocystic dysplasia thì thường xuất hiện một bên thôi. Thì thường tiên lượng tốt hơn. Đi ba thì đã xong rồi. Các bạn khi mà thấy ối thì phải kiểm tra ngay có ối sớm không, có bị dỉ ối không, bạn ấy có tình trạng ra dính nước không, còn nước là nước gì, lúc đấy có khi là phải bác sĩ sản nằm quỳ nằm kiết khẳng định là ra khám của mọi vị để xem nước trong nước ối không. Và nếu không có ối không ra nước thì phải xem thai có chậm phát triển hay không và kiểm tra những cái tật tại tiết niệu không, rất quan trọng để chẩn đoán đúng. Cái phần trình bày của tôi đến đây là hết rồi, hai buổi thôi. Tất cả những cái này cho anh chị qua.